Em chưa có mẹ. Các em về có hai cái trứng cứ chơi cứ chơi nhỉ. Nè. Vậy chơi mấy trứng nhé. Em ơi. Em yêu của mẹ. Yêu của mẹ. Chân cây đầu cứ nghiêng nghiêng một bên làm gì nhỉ? Yêu của mẹ. Ôi giời. Cho bạn nó cái bằng ạ. Đuôi. Thế được. Tự tìm. Hay tính ngang tầm 100. Tôi tự tố thì tố vậy. Tôi bực tố tố tài á. Tôi bực tố giáo chứ ạ. Tài giáo nó.
anh ơi lạnh thật đấy nhở? Gió thổi lạnh nhở? Gió thổi to thật đấy nhở? Thực ra như anh đây này đâu có tiên này. Đó. Oh. Cứ mà nhục nhục. Mà mẹ ra bà ơi. Chờ gì? Như làm gì? Như làm ạ. Ra làm đây nha. Nè. Xong rồi còn. Mới làm xong được. Quay về. Biển à. Biển. Tạm chưa? Chắc hả? Đây, thấy chưa, thấy chưa? Yeah. Tập biển xe. Nè. Em lại nhớ nhỉ? Anh bảo em không biết làm nè. Em mới làm. Mày chưng nhá. Bây giờ đây, nhỏ như. Thank you.
Ui, cái hai cái trang tề đó. Làm rồi em ở nhà em theo làm luôn. Không. Anh đi ở ai ở nhà đi ăn thế. Đâu chưa? Mày, em có son không thì anh còn biết mua tặng nào. Em chưa nè. Nói chuyện con lồ lồ em về mẹ em che. Bây giờ ai vẫn ai cha. Đây là sẵn sàng tặng cho em rồi. Chờ một tí xong. Em vừa ăn gì? Cắt nó vào đây thôi. Cái này để tắp vậy ạ. Ok. Ơ, cắt cái con nuôi. Ôi, thợ này giỏi đấy nhỉ. Sợ không vào ấy. Vào không nhỉ? Vào, đẹp luôn. Bên đây có vớ không? Tính nè. Tính cho em kìa. Nhìn đàn phao nén tình như thế này. Dạ hỏi ngon ngót nghe nghe. Nghe nghe Hà vừa thỏ em tình vừa nào tủ vợ. Nhìn nghe nghe thằng.
bận mày nè, giờ coi giờ mặn tự ăn nè. Em mặn buồn. Buồn rộm rộm niềm vui. Đây giờ hai tiếng rồi. Đi ngả tập tàng vừa là tiền hai này, con phải cho bạn cái gì á? Ôi ơi, em ơi, mình đây hỏi anh cơm cái này. Nghe bài tiết nhỉ anh nhỉ? Nghe tiết hôn. Cảm thấy ngon ngào rồi chị. Ngào đấy. Vừa rưỡi mà. Rưỡi. Em làm cái gì vậy? Phỏng lộn. Ui, cái này khít luôn nhỉ. Ôi 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 ôi. Cái xà lông xà lách. Siêu đẹp luôn. Ui, này đem lắm. Thế là anh sẽ có bàn trang điểm mới ạ. Đẹp thế. Cái ghế đẹp thật đấy nhỉ. Ôi, chuẩn bị ăn cơm luôn. Em nấu cơm rồi. Em xin ạ.
đâu ngày trước đây nhỉ? Bỏ không lên, giờ nó lại lên tốt. Đâu dưới này thì tốt lắm đấy. Nhặt mấy cái ở này. Mai son ơi. Hít tay đi làm mày mày à. Anh nói ờ. Thầy thầy vừa cho đã son phần ta lại mày ạ. Em cho mẹ. À. À. Ăn dưa. À. Em gần buổi nãy. Mẹ ngã về buổi. À. Ôi giờ bố mẹ nha. Ôi giờ bố mẹ nha. Ôi giờ. Chiêu mày. Vừa hay nằm phải là thế. Ừ. Mẹ ở con chó này. À. Con chó lại. Tê. À. Ồ. Ồ. Xin nhá. Anh xin lấy anh bảo xin lấy. Cho em quy nhá. Đồ bay. Vừa Huyên bị hát tiên mày. Mình nó nhớ mà. Mình nhớ mà. Mình nhớ mẹ. Ừ. Mình nhớ mẹ. Đưa đâu? Thế để đây tí mình ra xanh nhé. À. Xanh nấu canh thôi, xanh nấu canh. Vâng. À. Cái này xanh nấu canh. Nó ăn không. Nó không chịu ở, phải nó đứng thế này nó mới ở. Nhìn ngu rồi đấy. Không cảm xúc luôn. Không cảm xúc luôn. Yeah. À. 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 Thịt này để lâu thì cũng không hầm lên. Ai à. Ngon không? Thank you.
hoàn một tí nữa. Bắt đầu ra nó gì cũng em mệt tuổi rồi. Tại vì mình cũng tập vậy. Nhà hàng cho biết anh đáp của nó. Đáp tẩy hả? Ừ. Nhà hàng đó. Mày rau xanh, xanh ngon lắm. Mày cho hàng ra ruộng khu về. Ừ. Mẹ quá. Mẹ. Mẹ là yên định. Ừ. Ai không? Ngậm mày ra. Ừ. Lại. Ừ. Mày thăm thế. Mày sửa với em bé. Không thể mở. Thì tại vì con không ạ. Thì tại vì ai bấm mày thì mày cứ lắc quá. Anh làm viên hạ. Ừ. Anh quang mía. Ừ. Anh làm quang. Ừ. Cảm ơn.